Đây đất mình ở đây, đối diện đằng trước là cái cầu ha, qua hết cái cầu này là tới đất mình luôn đó, đất mình tính được mép cầu đó đó, qua tới cái cọc cao cao này đó, cái cọc này đó, sở hữu từ cái cọc ranh này qua đến cái suối đó đó, rồi cái cầu to đó, rồi từ đó qua đây là đất của mình và trải dài về sau hết suối đó. Đây đây là hướng vô trong nè, nhà cửa san sát sát ranh mình nè đó, hàng cọc rào sẵn là của mình hết nè đó, cọc ranh sẵn hết nè đó, dừa chồi chồi đây đó, dừa bao quanh hết, sở hữu hết luôn. Qua khỏi cái cầu này đó, qua khỏi cái cầu này là tới cái đường bê tông lớn lên quốc lộ, thẳng vào đường một luôn đó, từ cái suối này trải dài xuống đó, là ngay chỗ bụi tre là suối đó đó, này mình làm hàng rào, mình rào hết đó, làm view cái này cho làm hàng rào lại làm cho thuê cũng ngon, mở quán thì càng tốt đó, có điều kiện thì để làm view nghỉ dưỡng luôn, làm cửa luôn, quá đẹp này. Đây bờ suối đằng sau nè, nó có ranh hết rồi, đây nè cọc rào nè, mấy cọc của mình là cọc to to rào sẵn hết rồi đó, ranh giới rồi sẵn hết, sổ sẵn, đất bằng phẳng nha, không dốc không gì hết. Đây đất phẳng có dốc hết nè, suối sau nè, nè bờ suối là suối mặt sâu nè đó, không lở không gì hết nha, bằng trang luôn. Đây có mấy bụi tre giữ đất luôn, bằng trang đó, vị trí trong cái chòi đó, chòi đó rất bằng phẳng nè. Rồi mình đi ra cái bờ này là quay lại cái cầu nè, đó bằng trang nè, suối bên này suối bên hông đây, nó ra tứ tính từ cái cầu tính qua thôi, quá đẹp. Xung quanh là nhà cửa bao quanh hết rồi.